Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây là một cây lan dendro em trồng lại được 2 tuần. Lúc em trồng á thì cái mầm này nó mới bắt đầu bung nhỏ tí thôi. Sau khi em chăm sóc và em tưới phân thì mọi người thấy nó phát triển bộ lá mở rất là to, rễ phún ra và rễ rất là mập. Thì em trồng cũng đơn giản lắm. Cây này là một cây em tách từ một cái phần mà nó nhỏ tí, mà mọi người thấy cứ tí 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 này không ạ. Thì nó em tách ra cái phần này là phần ở cái phần cái cuống hoa nó mọc ra đó, xong em tách ra rồi em bỏ vào một cái góc vườn. Chỗ đó em vẫn tưới nước bình thường, vẫn có nắng nha mọi người. Rồi nó lên thêm cái mầm này thì em thấy nó nứt mầm ra thì em mới trồng lại. Lúc đầu là mấy cái rễ của nó có một tí nị thôi. Xong rồi ốc sên nó gậm riết, nó bị thui rễ, nhưng mà sau khi em kích rễ thì em thấy nó phún ra rồi. Và đặc biệt cái cây con này nó ra rễ rất là mập. Ở dưới em cho trồng đơn giản lắm, ở dưới này xốp này, sau đó tí mấy cục than, rồi trên là dớn cọng. Đó, mọi người thấy phát triển tốt, lá mở đã không? Thì hôm nay em lại tưới phân cho nó. Công thức em tưới phân thì rất là đơn giản thôi. Em thường xuyên chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn, những cái cây lan mà em trồng, em chăm thì em không bán phân bón nha cô chú anh chị. Tại vì là những cái cây lan em trồng, em chăm á, em thấy nó hiệu quả. Và mình cũng không, mọi người không nên cầu kỳ phân bón nhiều quá đâu. Mình chỉ có những cái loại phân, ví dụ NPK này, 30-10-10 này, 20 đều này, số 30-30 này. Nếu cần thiết nữa thì 10-5-5-10, 10-5-5-10, mọi người mua cái bọc thôi, nó rẻ, có 10 ngàn một bọc. Tại vì mình ít cây, mình dùng thì nó cũng rất là tiết kiệm thôi. Mỗi lần mình xài thì có 1 gram đến 1 gram rưỡi 1 lít nước. Cho nên là những cây to, còn cây nhỏ này thì mình 1 lít rưỡi nước em mới dùng có 1 gram. Thì rất là tiết kiệm. Rồi không dài dòng với mọi người, để cô chú anh chị và các bạn khỏi mất thời gian thì em xin chia sẻ với mọi người. Hôm nay em sẽ pha phân và tưới cho nó. Và hôm nay là lần thứ tư em tưới rồi nha. Và công thức này á rất là đơn giản. Để cái cây lan mà rễ nó mập như thế này này, thì lúc trước á, thì em không có pha giữa hữu cơ và vô cơ. Cho nên đợt này thì em pha, em thấy nó hiệu quả lắm cả nhà. Cho nên em chia sẻ tới cả nhà. Trước tiên thì mình sẽ lấy 1 lít rưỡi nước. Và hôm nay em sẽ pha 30-10-10, 1 gram cho 1 lít rưỡi nước. Rồi, đây nó lại không có cái đồ đông. Để em đi lấy cái đồ đông. Cái này là muỗng sữa chua em bé thôi nha mọi người. Cho vô và quậy thật tan ra. Trước tiên là mình quậy cho nó tan cái 30-10-10 này trước. Công thức của em chia sẻ thường là em sẽ áp dụng 1 đến 2 lần em thấy hiệu quả thì em sẽ chia sẻ với những cái dòng lan nào nó hợp này. Mọi người tham khảo và mọi người có thể thử một vài cây cho cây lan nhà mình xem nó có được kết quả tốt hay không. Ví dụ vậy, ví dụ nhà cô chú anh chị và các bạn có phân á. Rồi, nó đã hòa tan với nhau rồi. Rồi, xê sồ em cũng lấy 1 mi. Mình sẽ đong cái đồ đong này nha cả nhà. Cái ống này đầy là 3 mi, ống này tới đây là 3 mi nè mọi người. Hòa cho thật tan ra, sau đó mình sẽ tiếp tục. Em sẽ kết hợp với canxi boron, mọi người thấy chữ canxi boron không ạ? Đó. Em sẽ kết hợp. Cái ống mình muốn ấy thì mình phải cho thật sạch đi nha cô chú anh chị. Em cũng lấy 1 mi canxi boron. Cái canxi boron này mở ra nó có mùi hơi hắc hắc cả nhà.
Đây, chưa được 1 mi, đang còn thiếu một tí. Mình lấy 1 mi đây ạ. Rồi, hòa tan hỗn hợp này ra, chế vô bình. 1 lít rưỡi nước, 1 gram, một kia 1 gram xê xồ 1 mi canxi bron, 1 mi cho 1 lít rưỡi nước. Mình chế vào đây, nếu chưa đủ mình sẽ lấy thêm nước cho đủ 1 lít rưỡi nước nha. Cái bình này 1 lít rưỡi nước. Nó hơi ít cho nên em phải lấy cho đủ 1 lít rưỡi nước. Trước tiên á, để cây lan mà hấp thu lượng phân bón mà tốt nhất thì mình phải tưới sơ qua nước, và nên tưới vào buổi sáng sớm. Thì tưới phân vào sáng sớm và tưới xả lại sau 3 tiếng. Bắt buộc phải tưới xả lại nha cả nhà, thì cây lan của mình nó mới tốt được, chứ không tưới xả lại là cây lan nó phát triển không được. Nếu như cô chú anh chị và các bạn không tưới xả lại á, có thể cái đầu rễ này nó bị thui chộp lại, chứ nó không phải là nó xanh rì giống vậy đâu cả nhà. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó, nếu như mình không tưới nước xả lại nha, có thể nó sẽ bị đen đầu rễ, chột rễ, đen đầu rễ do là cái phân bón đó cả nhà. Rồi, mình sẽ tưới thật đẫm vào bộ gốc lá luôn. Phân bón lá nên mình nên tưới lên lá nhá. Rồi, vậy là xong rồi đó. 5 ngày mình tưới một lần. Và cô chú anh chị và các bạn lưu ý, mình phải tưới xả lại sau 3 tiếng nhé. Cái phân còn lại em sẽ đi tưới cho những cái cây khác của em. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Bây giờ em sẽ mời mọi người coi cái mặt hoa này đi. Đây, bởi vì em mới nhân giống này cả nhà. Nó nở được 1 tháng rồi, nó tàn rồi. Đây, đây là đen rô màu nha cả nhà. Cái phân, ôi trời, em xin lỗi, đen rô màu nha cô chú anh chị. Bây giờ nếu mà mình muốn kích hoa Tết thì mình phải cắt bỏ đi. 15 tháng 10 là mình bắt đầu kích hoa Tết được rồi nha mọi người. Bên đây em có cái cây đen rô nắng này mọi người, em tính đây, nó đang rất nhiều cành hoa. Sao nó nhòe vậy? Nó hơi nhòe cả nhà, thông cảm nha, chắc em dừng video thôi. Cây này đang rất nhiều cành hoa này mọi người. Sao nó không được nét lắm. Đây, hoa nó ở ngoài nó rất là đẹp, cánh rất là dày cho nên em mới kích hoa đó mọi người. Đó, cho nên em mới nhân giống nó ra.